Chào mừng tất cả các anh chị đến tham dự lớp huấn luyện trực tuyến của phòng huấn luyện Nu Skin Việt Nam. Lớp huấn luyện mang tên Bảo vệ hệ thống miễn dịch cùng Regime Max. Vai trò hệ miễn dịch đối với cơ thể. Hệ miễn dịch là cơ quan phòng tuyến bảo vệ bên trong cơ thể mỗi người. Đây là hệ thống phức tạp, bao gồm các tế bào, kháng thể, v.v. có khả năng loại bỏ các chất thải và vi khuẩn, virus có hại để đảm bảo chức năng bình thường của cơ thể. Chống lại các tác nhân bất lợi như vi khuẩn, nấm, virus, v.v. Tiêu diệt và loại bỏ các tế bào chết và các tế bào bất thường trong cơ thể. Hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất khi ở trạng thái cân bằng. Nếu hệ miễn dịch suy yếu kéo dài, có thể dẫn đến nhiễm trùng, dễ nhiễm bệnh, thiếu sức sống và năng lượng, trao đổi chất kém. Trong khi đó, nếu hệ miễn dịch hoạt động quá mức, cũng có thể dẫn đến một số bệnh tự miễn như viêm khớp, lupus ban đỏ, viêm thận, dị ứng, v.v. Chính vì vậy, điều hòa và phục hồi trạng thái cân bằng của toàn bộ hệ thống miễn dịch là tiêu chí quan trọng đối với cơ thể. Một trong những tế bào quan trọng của hệ thống miễn dịch là Natural Killer Cell, tế bào sát thủ tự nhiên, hay còn gọi là tế bào NK. Tế bào này có khả năng nhận diện, tấn công và tiêu diệt các tế bào lạ trong cơ thể. Ngoài ra, tế bào NK có khả năng tiêu diệt các tế bào bị tổn thương, tế bào lão hóa trong quá trình đổi mới tế bào. Lịch sử nấm linh chi, Ganoderma lucidum. Cách đây hơn 2.000 năm, người dân châu Á đã từng sử dụng các loại nấm linh chi ở trong rừng sâu để tăng cường sức khỏe. Trong lịch sử y học cổ truyền Trung Quốc, nấm linh chi là loại thảo dược quý hiếm dùng để phục hồi sức khỏe. Trong tự nhiên, nấm linh chi mọc từ những cây gỗ trên vùng núi có độ ẩm cao và thiếu ánh sáng. Bào tử nấm linh chi có nhiều lớp vỏ ngoài cứng, chắc nên khó bị phá vỡ. Nấm linh chi là loại nấm hiếm và rất khó để canh tác. Vào năm 1971, Yukio Naoe, nhà nghiên cứu Đại học Kyoto, Nhật Bản, đã tìm ra phương pháp canh tác nấm linh chi nhân tạo trên cây gỗ thành công. Nghiên cứu này đã khởi đầu cho canh tác nấm linh chi với sản lượng lớn và ổn định. Hiện tại có 62 loại nấm linh chi, trong đó có 6 loại phổ biến: đỏ, tím, xanh, vàng, đen và trắng. Phạmanet sử dụng nấm linh chi đỏ để sản xuất Resimac vì đây là loại nấm cho chiết xuất hoạt chất cao nhất và có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh. Các chất dinh dưỡng nổi bật trong nấm linh chi: Ganoderma lucidum, polysaccharide, triterpene, nucleosid, axit béo, amino acid, vitamin, khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, củng cố chức năng gan, kích thích tiết insulin, nuôi dưỡng gan, ngăn ngừa dị ứng, kháng viêm, điều hòa cholesterol, giảm đau, ức chế kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa hình thành máu đông, ngăn ngừa sản sinh histamine, bổ sung dinh dưỡng. Thông tin sản phẩm Resimac. Resimac được chiết xuất từ nấm linh chi, được tiêu chuẩn hóa, chứa 1% bào tử. Công nghệ độc quyền giúp chiết tách các hoạt chất vượt trội trong nấm linh chi, giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch mà không tìm được ở các sản phẩm nấm linh chi khác. Thành phần: bột nấm linh chi, chiết xuất 1% bào tử nấm linh chi, axit stearic gelatin, nước. Đối tượng sử dụng: người trưởng thành cần tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch và tăng trưởng các tế bào miễn dịch trong cơ thể. Người hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm môi trường. Cách sử dụng: ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 viên cùng với bữa ăn sáng và tối. Lợi ích quan trọng của Resimac: giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, kích thích gia tăng và hoạt động của tế bào miễn dịch. Lợi thế cạnh tranh của Resimac: công nghệ tách bào tử độc quyền giúp gia tăng hàm lượng các hoạt chất hỗ trợ hệ miễn dịch của nấm linh chi.
Hàm lượng cao các hoạt chất giúp đưa Resimac trở thành sản phẩm chiết xuất nấm linh chi hiệu quả trên thị trường. Canh tác dưới các điều kiện được kiểm soát, không có chất nhiễm bẩn và thuốc trừ sâu. Phatmanet sử dụng nấm linh chi đỏ để sản xuất Resimac vì đây là loại nấm cho chất lượng chiết tách cao nhất cũng như được khoa học đánh giá cao. Cảnh báo về sản phẩm. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có công dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ mang thai và cho con bú, người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em. Quy trình chất lượng 6S của Resimac. Với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn, sự chứng minh của các phòng thí nghiệm độc lập đã không ngừng đưa sản phẩm Resimac trở thành sản phẩm chất lượng cao trong ngành. Các thành phần trong Resimac được tiêu chuẩn hóa thông qua các phương pháp phân tích khoa học để đảm bảo mỗi viên sản phẩm đều có hàm lượng các hoạt chất ổn định. Quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, an toàn và các nghiên cứu chứng minh lợi ích của sản phẩm đã được công nhận bởi Bộ Y tế Đài Loan. Chữ S thứ nhất, Selection, lựa chọn. Cách đây hơn 2.000 năm, người dân châu Á đã từng sử dụng các loại nấm linh chi ở trong rừng sâu để tăng cường sức khỏe. Trong lịch sử y học cổ truyền Trung Quốc, nấm linh chi là loại thảo dược quý hiếm dùng để phục hồi sức khỏe. Có 62 loại nấm linh chi, trong đó có 6 loại phổ biến: đỏ, tím, xanh, vàng, đen và trắng. Phatmanet chọn nấm linh chi đỏ để sản xuất Resimac vì nấm linh chi đỏ cho chiết xuất chất lượng cao nhất và được khoa học chứng minh lợi ích từ những năm 1980 như tăng cường chức năng hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư và là thành phần tá dược của thuốc điều trị ung thư. Điều hòa hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị dị ứng, lupus ban đỏ và hen suyễn. Hỗ trợ giảm các chứng mệt mỏi, tăng huyết áp, loạn nhịp tim và các bệnh tim mạch khác, tiểu đường, viêm gan. Chữ S thứ hai, source, nguồn gốc. Phatmanet chọn nấm linh chi đỏ Ganoderma lucidum có chất lượng tốt nhất. Nấm linh chi đỏ dùng để sản xuất Resimac được trồng trên thân gỗ rắn trong thời gian canh tác 120 đến 200 ngày theo phương pháp canh tác hữu cơ. Đây là phương pháp canh tác tạo ra nguồn nấm linh chi không chứa dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng và vi sinh vật ô nhiễm. Chữ S thứ 3, Specification, thông số kỹ thuật. Nấm linh chi khi trưởng thành sẽ sinh ra bào tử. Các hoạt chất mạnh nhất của nấm linh chi nằm trong bào tử. Bào tử rất nhỏ, hình oval và rất cứng. Và lớp vỏ cứng này ngăn cản khả năng hấp thu các hoạt chất vào cơ thể. Resimac sử dụng công nghệ cắt bào tử cải tiến, giúp thu nhận được nhiều thành phần hoạt chất, gia tăng độ hấp thu các hoạt chất vào cơ thể, mang lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch mà không thể tìm thấy ở các sản phẩm chiết xuất nấm linh chi khác. Resimac chứa bột nấm linh chi, trong đó có 1% bào tử đã được phân tách 100%, 6% resi triterpen, 13,5% resi polysaccharide. Chữ S thứ tư, Standardization, tiêu chuẩn hóa. Phatmanet sử dụng quy trình chiết xuất độc quyền nhiều bước để chiết xuất các hoạt chất tốt nhất từ nấm linh chi đỏ về hàm lượng lẫn về chất lượng. Hầu hết các quy trình chiết xuất của các sản phẩm nấm linh chi khác chỉ có một bước nên chiết xuất ít các hoạt chất hơn và thường thiếu hợp chất triterpen. Quy trình chiết xuất độc quyền của Phatmanet. Bước 1. Phatmanet tập trung chiết xuất triterpen. Bước 2. Phatmanet tập trung chiết xuất polysaccharide. Bước 3 và bước cuối cùng, Phatmanet sử dụng công nghệ độc quyền để chiết xuất thêm các thành phần polysaccharide từ thành tế bào. Cuối cùng, sản phẩm Resimac được tiêu chuẩn hóa 6% triterpen và 13,5% polysaccharide. Đây là sản phẩm chứa hàm lượng hoạt chất cao nhất trong các sản phẩm nấm linh chi trên thị trường. Chữ S thứ 5, Safety, an toàn. Resimac đã được kiểm tra các chỉ tiêu và được chứng minh về độ an toàn, không có dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng, dư lượng dung môi và các vi sinh vật gây ô nhiễm.
Chữ S thứ 6, substantiation, chứng minh. Resimac được chứng minh không chỉ về độ an toàn mà còn có hiệu quả. Các công bố được dựa trên các bằng chứng khoa học như Resimac nâng cao chức năng hệ miễn dịch theo nghiên cứu của Viện Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan. Resimac giúp tăng cường chức năng đáp ứng miễn dịch dịch thể theo nghiên cứu của giáo sư Chen, Viện Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan. Resimac tăng chức năng đáp ứng miễn qua trung gian tế bào theo nghiên cứu của giáo sư Chiang, Viện Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan. Resimac tăng hoạt động tế bào NK theo nghiên cứu của giáo sư Chiang, Viện Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan. Resimac kích thích tiết interferon gamma theo nghiên cứu của giáo sư Chiang, Viện Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan. Resimac giúp bảo vệ gan theo nghiên cứu của giáo sư Lin, Đại học Y dược Đài Loan. Resimac giúp tăng độ nhạy của insulin theo nghiên cứu của Trung tâm Dược lý Lâm sàng Bắc Kinh. Ngoài ra, Resimac còn đạt thành tựu vô cùng to lớn như Giải thưởng Công nghệ Sinh học Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Y tế bởi Chính phủ Đài Loan vào năm 2002. Resimac đạt được 2 giải thưởng chứng nhận thực phẩm tốt cho sức khỏe bởi Bộ Y tế Đài Loan, công nhận Resimac tốt cho hệ miễn dịch, công nhận Resimac tốt cho việc bảo vệ gan. Nhằm thiết lập chế độ dinh dưỡng nền tảng, Fatmanet khuyến cáo sử dụng Lipac kết hợp với Marine Omega. Sau đó chúng ta kết hợp với các sản phẩm Fatmanet khác tùy theo nhu cầu đặc biệt của mình, chẳng hạn như Resimac để hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Với mục đích tăng cường mạng lưới chống oxy hóa của cơ thể, Fatmanet khuyến cáo sử dụng Tirin 97. Đây là sản phẩm độc quyền cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ với quá trình chiết xuất độc quyền từ lá trà xanh, được tiêu chuẩn hóa 97% polyphenol, tương đương 7 cốc trà xanh mỗi ngày. Lớp huấn luyện sản phẩm Resimac đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những lớp huấn luyện tiếp theo.